Ngày 17 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 136 ngày 2 tháng 5 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố, đảng ủy khối, các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 136/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bí thư cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đã tổ chức tiếp trên 7.600 cuộc với 16.545 lượt công dân kiến nghị phản ánh đối với 7.332 vụ việc. Trong giải quyết khiếu nại tố cáo đã tiếp nhận gần 29.000 đơn khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh, trong đó có 16.471 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Kết quả đã giải quyết 16.298 đơn, đạt 98,9%. Các nội dung chủ yếu liên quan đến việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chế độ chính sách xã hội, v.v. Các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều cái văn bản để lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, tạo cơ sở pháp lý ngày càng đồng bộ để triển khai hiệu quả cái công tác này. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận, nêu bật những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại hạn chế, trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả và kiến nghị đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường trách nhiệm của các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tiếp công dân tại các huyện, thành phố và tại nơi mình ứng cử, ít nhất là một tháng một lần. Và việc này thì hiện nay Hội đồng Nhân dân tỉnh vẫn đang tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các cái hệ thống đại biểu cơ quan dân cử và đại biểu dân cử các cấp là thực hiện rất là nghiêm túc theo quy định của pháp luật và theo quy chế của Hội đồng Nhân dân. Trên cơ sở kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì Ban cán sự Đảng đã giao cho Ủy ban tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức triển khai chỉ thị 35 trên địa bàn cả tỉnh. Thế và khi tổ chức triển khai chỉ thị 35 thì Ban cán sự Đảng thường xuyên giám sát, đánh giá, sơ kết đánh giá quá trình thực hiện chỉ thị 35 để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những nội dung còn tồn tại hạn chế và những cái ưu điểm đã thực hiện để chúng ta tập trung lãnh đạo chỉ đạo và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Thứ hai nữa cũng là đánh giá cái trách nhiệm của tổ chức cá nhân và từng cơ quan đơn vị. Thứ ba, đó cũng là từng bước để chúng ta giải quyết vấn đề tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan và trực tiếp là đồng chí chủ tịch ban tỉnh, các đồng chí lãnh đạo ủy ban tỉnh và thủ trưởng các sở ngành của tỉnh. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Thường xuyên rà soát, bổ sung đơn thư, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm vào diện ban thường vụ cấp ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết. Tập trung giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những đơn thư mới phát sinh, tránh tình trạng công dân gửi đơn nhiều lần vượt cấp, kéo dài, phức tạp, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trọng tâm ở đây thì báo cáo các đồng chí là có luật tiếp công dân là một, luật khiếu nại, luật tố cáo, chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, quy định 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý phản ánh kiến nghị của công dân. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tặng bằng khen cho 6 tổ chức đảng và 11 đảng viên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện chỉ thị số 35 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị.